chứ còn lẽ ba cứ đứng nói nhau hoài thì cả tầng người to con tầng cái tiên con có xuất hiện còn ba cái mặt nó cũng cũng đẹp mà cũng may mắn là chương trình lần mùa này cũng có nhiều cái nó cũng khác tạm vậy. Cái đó thì mình thấy là cái này chỉ mình biết có nhiều với cái công việc kinh khủng mà mình không nghĩ là sẽ hài mình nhưng mà hài hước cái chỗ là ví dụ như người ta đi một cái bản ra chỉ thì đó không phải anh cao đúng không, cái vừa đó như không có những bạn lên thì dưới là mình nói là người ta chỉ diễn điều đó là có những nhân vật như vậy cho nên mình nể là bây giờ họ tìm hiểu về hài cái gì bây giờ cái giải của ba là hài mình cũng phải tập cái áp lực của người dân thành đó nằm ở chỗ là làm sao bây giờ đóng giấc lại đây thôi ngồi xuống dưới các bạn chất dành xuống giống là kịch chuyện nào gì đó ý tưởng nó càng ngày nó càng khó nên áp lực nội dung như là dù áp lực sinh hoạt như nhiều người nói cái châu mấy ngày theo giờ hết đất rồi mấy ông này sao càng ngày càng nhã ra là không ai muốn nhã nên người không nhận nhã rất nhiều áp lực ngày xưa để kiếm một chương trình hài trên TV thì chắc là tuần có lần đúng không còn bây giờ đem nặng có hài trên TV đặc biệt là những cái chương trình mà truyền hình khác rồi phát đi phát lại nữa chú ấm vô lúc nào cũng thấy những cái chương trình cho nên là cái nội dung giờ đang quan tâm dữ nên làm cái nào để quan tâm nội dung để chất lượng được chứ càng ngày người ta bỏ ra đồng tiền người ta chưa biết chất lượng cho nên các anh chị theo dõi chương trình mùa này thì bạn đảm bảo với chị là cái chất lượng nó sẽ tốt hơn một trước không phải là một trước em làm ba loa nhưng mà nó cũng thiên thời chọn liên quan nữa chứ không phải là mình muốn làm tốt không có cái tài năng hài tốt thì mình thôi là mình làm cái chương trình nhưng mà mùa này nó có những cái nhân tố mà chất lượng đã ép đó thay cây tiêu của các anh chị về đâu là những cái chỗ đó thì cũng không tin tưởng nhưng nó tin tưởng lắm nó tin là đợi to đi rồi cái rồi cũng sẽ có người tìm đến được nhưng không chắc để tìm đâu giống như là những dịch khó khăn lắm lên để bỏ ra bao nhiêu tỷ đồng để làm cái chương trình chắc cho tất cả mọi người cùng coi là có cái động tiếp có nhiều người bắt đi đi nó dở thì được chỉ tới chỉ lui mình ra họ biết câu chuyện của mình là cái chương trình đó nên là mong mọi người coi nó có khi rất là mở mở và tiếp tục cái tài năng như là cái chương trình của bạn đi qua đó mình có thể tìm kiếm được có thể là có một cơ hội hơn để đến với cái hài hước và một cách đơn giản nhất mà các bạn có thể cảm nhận và tiếp thu và sau đó các bạn có một cơ hội để bạn có thể là ai sẽ là cái gì thì cũng chỉ coi cái thành thế mà mình có khác nhau quá với các em thì các em của người mình kia và cũng dù khác nhau quá với bạn với em vậy tụi em cũng không có duyên lắm dạ nhưng mà mùa này đặc biệt hấp dẫn là nhờ MC. Nếu không tin thì quý vị cứ coi mùa này đặc biệt nhờ MC mà tôi chân thành vừa biết hoài là vậy. Mỗi lần MC bước ra là có nhiều cái hấp dẫn lắm. Thôi rất để từ từ coi đi. Nó quá là hôm nay. Dạ mời chị. Thank you.
Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!